dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp chỉ từ 300.000 đồng một tháng. Việc duy trì một hệ thống kế toán hiệu quả không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu đối với sự thành công của mọi doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán không chỉ đơn thuần là việc ghi chép số liệu mà còn là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về tài chính của mình, đồng thời tối ưu hóa các quy trình kinh doanh. Nếu doanh nghiệp của bạn cũng đang cần tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp trên thị trường thì công ty luật ACC sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Chúng tôi sẽ cho các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình kế toán công ty hiện tại và giải pháp tối ưu trong tương lai. Dịch vụ kế toán tại ACC bao gồm những gì? Dịch vụ kế toán trọn gói do ACC cung cấp bao gồm: làm hồ sơ pháp nhân với cơ quan thuế, cung cấp phần mềm kế toán theo chuẩn của Bộ Tài chính quy định, tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý, nhận hóa đơn chứng từ kế toán từ tận nơi, phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, lập tờ khai báo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, lập báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định, hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, lập các chứng từ kế toán nhập, xuất, thu, chi, lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa phải thu, phải trả, lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao và vân vân theo quy định, lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động, lập sổ khai thác tài khoản, lập sổ nhật ký chung, hỗ trợ lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Chứng từ cần có khi dùng dịch vụ kế toán thuế. Để sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại ACC, quý khách hàng cung cấp những loại chứng từ, giấy tờ sau: hóa đơn đầu ra, đầu vào, VDF và SML của doanh nghiệp, sao kê và sổ phụ tài khoản ngân hàng, danh sách thông tin về người lao động, sổ sách, chứng từ kế toán năm trước, bảng lương, hợp đồng các loại và các chứng từ chi phí liên quan đến công ty, thông tin đăng nhập để khai thuế, thông tin về sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh, cam kết chất lượng dịch vụ kế toán uy tín tại ACC. ACC cam kết với quý khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán như sau: đội ngũ chuyên viên kế toán chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên viên kế toán tại ACC đều có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán và thuế, luôn cập nhật kiến thức mới nhất về luật thuế, luật kế toán và các quy định liên quan, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm cao, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật trong mọi công việc. Dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu, cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi hoạt động ổn định. Dịch vụ kế toán thuế theo tháng, thuế năm, dịch vụ tư vấn kế toán thuế, dịch vụ báo cáo tài chính, kiểm toán, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giá cả cạnh tranh hợp lý. Mức giá dịch vụ được xây dựng dựa trên bảng giá niêm yết công khai, minh bạch, có nhiều gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của từng doanh nghiệp, cam kết không phát sinh chi phí ngoài hợp đồng. Hệ thống quản lý hiện đại, sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác trong công việc. Hệ thống quản lý hồ sơ, tài liệu khoa học, an toàn, luôn cập nhật thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho khách hàng theo định kỳ. Bảo mật thông tin, cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng theo quy định của pháp luật, ký hợp đồng bảo mật thông tin với khách hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chu đáo, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng 24/7. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 3330 để được tư vấn chi tiết về quy trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp của bạn nhanh chóng và chính xác. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.